Kim Phạm Canada Channel xin thân chào quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 2023 là ngày lễ mẹ, bên tiếng Anh thì người ta gọi là Mother's Day, tiếng Pháp ta gọi là Fête des Mères. Thì Kim Phạm đang đi trong cái đại siêu thị Costco Acadie tại thành phố Montreal, lớn khủng khiếp nha cả nhà. Đó, thằng này nó là chùm luôn. Trước đây Kim Phạm có quay một cái rồi, nhưng hôm nay thì mình tiếp tục ha. Đây nó bán iPhone nè, cái gì cũng có luôn. Ồ, nó bán quần áo luôn đó. Quá trời, bữa nay đông lắm nha, khủng khiếp. Costco này có thể nói là mình gọi là ông trùm bán sỉ nha cả nhà. Tức là cái gì nó cũng bán, thịt cá, tôm, cua, đồ biển, hải sản, rồi quần áo nam nữ, giày dép nam nữ, rồi cái nỗi mà pin nó cũng bán đó nè, đó pin đó, đó pin nó bán, rồi xà bông giặt đồ, nước sữa tắm, xà bông rửa chén, rồi thậm chí nước xà bông rửa xe hơi luôn, đồ ăn của mèo chó gì cũng có luôn á, cái gì nó cũng bán hết trơn. Bây giờ quẹo qua đây đi, đông quá ha. Giờ mình đi qua một cái chỗ này là đây nè, xà bông nè, đó xà bông giặt đồ đó, nước xà bông nước á. Rồi đó, bên đây là mấy cái nước để nước xả nè, giặt đồ xong đó, đủ hiệu hết ha. Nó để mình chỉ lấy phần phía dưới thôi nha cả nhà, người ta có để những cái bảng dấu hiệu là không được leo lên mấy cái kệ rất nguy hiểm. Đó, trên kệ cao lắm này, nó băng nệm luôn nè, nệm để trên giường ngủ đó, thấy không? Thằng này nó là chùm luôn mà, Kim Phạm phải gọi là ông chùm bán sỉ á, giá rất là ok, nhưng mà bán luôn nè. Cây kiển nè, cây cà chua nè, 16.99 á, 3 gallon, có để tiếng Pháp á, răng được tomat á, ai muốn trồng cà, muốn ôm cây gì đó mua về đây mua ha. Cái gì cũng có hết trơn, quá trời luôn. Bây giờ nó là lấn sân qua bên mấy cái chỗ mà bán vườn cây cảnh luôn nha cả nhà. Đây bánh mì, Kim Phạm đang đẩy cái xe ha, bây giờ xe trống trơn nha, một lát thì mua xong rồi mình thử coi total có bao nhiêu tiền ha. Có cái loại bánh mì này là ở gia đình hay ăn nè, con Kim Phạm nó làm ở pharmacy đó, ra nó kỹ lắm, bánh mì này rất tốt nha cả nhà. Đây à, ngon không đó, không có để giá tiền hết trơn nè, 8.99 nha cả nhà. Bánh mì sandwich ở Việt Nam gọi là bánh mì kẹp á, chúng ta đi ha, bán cái gì cũng có rồi, ghê lắm. Bây giờ cái thằng Costco này là nó xuất xứ từ bên Mỹ nha cả nhà, nó qua Canada cũng lâu rồi. Đây bánh mì này ăn sáng rất là ngon, đây là 6.99 nha cả nhà. Đó, bên đây đủ các loại bánh ngọt hết đó, chúng ta đi tiếp ha. À, nó bán luôn bánh sinh nhật đó nè, à, ghê không? Cái gì nó cũng bán được hết trơn á, bán luôn cả vỏ xe hơi, rồi bán luôn nè, thịt gà, thịt gà, thịt vịt, thậm chí thịt heo, thịt bò, heo xay à. Đây là cái thịt heo xay. Kilo. $19.99
3 kg nha cả nhà. Gà gà này ăn rất ngon nha cả nhà. Barbecue lòng chín chín nha cả nhà, gà nướng á, gà rán á, gà làm màu cái mắm ớt rồi chấm đường tỏi cho ngon thì ăn rất là phê ha. Thì chúng ta đi tiếp nha. À cái món này là hấp dẫn lắm á, 31 đồng 30 đồng đây. Cái này là cá siêu mông sống nha cả nhà. Cái này là 30 đồng 20 xu. Ở giữa có nhân tôm rất ngon. Nếu không ăn sống được thì chúng ta có thể chiên cái miếng cá lên ha. Cái này là cái gì? À cái này là tách tát mặt quay cái tay ha. Potato. Nước Pháp là patat, tại đây là nước suối á, đó. Đây là đặc biệt cái khu này là giấy vệ sinh nha cả nhà. Giấy vệ sinh, giấy lau tay, giấy khăn giấy, vân vân. Cũng chết chưa. Thì chúng ta đi vô cái chỗ này là về bán sữa gà. Sữa tươi á. Gà và các loại rau ha. Đây, nó gọi là spring mix mélange printanier là rau salad trộn á, rất ngon nha. Để đây ha, mình xem lát coi. Bây giờ những cái rau này baby spinach, tiếng Anh, tiếng Pháp là jeune épinard. Tiếng Việt thì không có dịch cái chữ này của hai hộp đi ha. Đồ của nó rất tươi nha cả nhà, rất tươi. Đây là sữa tươi này nha, đó, quá trời sữa luôn, uống mệt nghỉ luôn, không da. Ô, lạnh quá, kéo cái áo lên. Đứng đây chắc là cống luôn quá. Hột gà thì cái hột gà này là nó kêu là tiếng Pháp nó kêu là hột gà biologique. Tiếng Anh đó thì nó dùng cái chữ là organic. Mesquite. Suối các loại nha. Chicken 13 đồng 99 hai hộp này nha cả nhà. Tại vì hôm nay là ngày lễ mẹ, tức là ngày Mother's Day tiếng Pháp là Petite Mère. Thành ra là người đối với người ngoại quốc đó, họ rất là tôn trọng cái ngày lễ mẹ và ngày lễ cha. Thành ra bữa nay cũng là thấy rất là đông, đông lắm. Không biết một lát ra tính tiền thì như thế nào nữa nha. Thôi mình cứ đi tiếp đi ha. Đây họ có cho những cái đồ ăn để mình ăn thử nè. Cà phê. Mình muốn thử coi ha. Còn cái này có phải bỏ đường cho nó mất công. Không ấy được.
tinh luôn nữa nè, đủ thứ luôn ha, như là cái gì dưa leo hay cái gì đó không biết, nó ngâm đó, cái gì nó cũng bán được hết trơn, nó hay lắm. Thằng kia còn có cái pharmacy bán thuốc tây nữa, cái Costco Wholesale này nó nằm ở trên cái đại lộ Acadia nha cả nhà, thuộc cái một cái shopping mall rất đặc biệt là kêu là mặt xe Santran này, nó lớn kinh khủng luôn. Cái sữa này rất tốt nha cả nhà, cho những người thanh niên hay những người nào mà chơi gym hoặc tập gym á, uống rất tốt mà mắc lắm nha, 43 đồng á một thùng vậy đó, một thùng như vậy có 18 chai 43 đồng. Thứ nữa. Cái gì này là collection. Nó bán được thứ vậy. Kia họ có cái pharmacy nữa nha cả nhà, pharmacy bán thuốc tây á, muốn gì chưa? À đây, thường thì Kim Phạm hay vô đây mua mì này, mì này giống như là gọi là mì kim chi nha cả nhà, để ăn chay, ăn chay mỗi tháng ăn 6 ngày thì có khi làm cơm chay, bà xã làm đồ chay, còn sáng như sáng nay ăn chay thì ăn mì chay này nha. Một cái này là mì chay 12 cái chén như vậy, là mỗi một cái tô nhỏ về 86 gram, 12 đồng 49, rất rẻ nha, rất rẻ nha cả nhà. Mình để đây ha, mì chay. Cái gì ha, đi vô đây là mình phải ghi một cái tờ giấy giống như một cái danh sách gì đó, hồ sơ đen ha. Thì mình mua nó mới dễ, chứ vô đây là thấy cái gì cũng mua là tốn tiền lắm, thấy cái gì cũng muốn mua trong các thằng Costco này nữa, thấy cái gì là tất cả ai cũng vậy chứ không phải riêng một mình Kim Phạm, là thấy cái gì cũng thích mua hết. Giờ còn mua nước cam hộp, chuối bom, cái táo đó, quá trời. Tại bữa nay lễ lớn mà nha, lễ này là lễ người mẹ mà, các loại nước để nó làm, để làm cocktail á, cốc tay đấy, có cái cây sữa cái gì đó, cái gì nó cũng có luôn. Đi vệ sinh, đi vệ sinh thì phải đi vô trong. Nước cam bên ngoài đông quá, thôi bây giờ mình quẹo vô đây nha, cho nó đi cho nó thông thoáng một tí ha. Lớn lắm nha cả nhà, lớn khủng khiếp luôn, lớn lắm. Ở Sài Gòn mình mà có được một cái đại siêu thị mà bán sỉ như vậy thì tốt lắm, nhưng mà phải làm cái cạc, cái thẻ của nó nha. Cam ra, nó bắn bông lắm. Trong đây nó cho mình ăn thử uống thử nhiều lắm, mà cái nào cái nấy cũng chút chút, giống như là mà cho em bé ăn ở xíu à, chứ nó không có cho cái bự nha. Cái này nước cam, cam này 16 đồng 99 một thùng bự, mà nó có trong đó nó có 4 cái hộp, mỗi một cái hộp là 1 lít 89. Nó có 2 loại nha, một loại thì nó không có cái xác của cái cam, một loại thì nó có trong đó nha, mình mua cái loại này nó có nè, đâu nó để nè đó.
cũng giống như nước cam xay mà mình lấy được cái sắc cam đó. Đó. Đó, đây này nha. Bán tí à, bán bông. Bữa nay là lễ người mẹ mà. Bông hồng mà. Thì tối hôm qua thứ bảy thì con trai mình nó có đãi mình với bà xã mình với bạn gái nó ở một cái restaurant gọi là Villa Creek ở bên thành phố Laval. Thì rất là ngon. Hoàn. Lễ người mẹ mà. Thì người Hoa Quốc cũng họ cũng rất là kính yêu cha mẹ giống như người Việt Nam chúng ta vậy đó. Tại vì họ cũng quan niệm như người Việt Nam gả đông chúng ta, nếu mà không có cha mẹ thì cũng đâu có mình, phải không? Đó. Thành ra cái ngày lễ này đối với họ rất là quan trọng nha cả nhà. Đây là bánh nè. Ồ, cái bánh này con nít rồi người lớn ăn được khách nha. Bánh trái cái gì cũng có hết. À, bánh nè. Bánh Rix nè. À, ngon kìa không? Cái gì cũng có nè. Đây nè. Nó kêu là coconut. Coconut water, cũng pháp là eau de coco, là nước dừa đó. Ai muốn nấu chè nấu cái gì đó. Bây giờ thì Kim Phạm sẽ đi ngược trở lại chỗ mà bán mấy cái hộp khăn giấy đâu, rau miệng rồi đó. Là cái chỗ bán giấy toilet với vệ sinh đó cả nhà. Giấy vệ sinh của nó tốt lắm nha. Cùng có nó bự khủng khiếp luôn. Nó đủ hiệu hết ha. Ron. Mỗi một ron là có 380 giá bao nhiêu? 21.99 nha cả nhà. Đó, đủ loại dưới vệ sinh hết ha. Bây giờ mình đi qua cái chỗ mà họ để trái cây nha cả nhà. Mua apple là trái táo đó. Cái này chuối ăn rất tốt nha cả nhà. À, trái này trái bơ này nha. Trái bơ ở đây rượu đó. Đó, rượu đỏ, rượu trắng, rượu gì á. Rượu đỏ, rượu trắng, rượu champagne, rượu gì nó cũng có luôn nha. Nhìn mấy cái kệ rượu của này của nó là muốn xỉn luôn rồi đó. À, rượu á. Quá trời rượu không? Ờ, rượu không á. Giá nào cũng có hết nha cả nhà. Mười mấy đồng, 20, 30, 40, 50, 60, 70 có hết ha. Tùy theo đó. Quá trời rượu không, nhìn thấy cái đó là xỉn luôn á. À, bên đây là xỉn đó nè. Đó, bây giờ nhìn qua cái này là xỉn liền tức khắc luôn. Bia kia Budweiser nó bán thùng bự gì không nha, 60 lon. Đây là Heineken. Heineken 48 canet, 48 lon đó. À, nó có để chữ tiếng Pháp, tiếng Anh nữa nha. Canet là cái lon đó. Yeah là bia đó. Đó. À, Sapporo của Nhật nè. Cái này mà để cho mấy người thích ăn sushi đó. Ồ, quá trời luôn. Bia này bia gì mới nè. Asahi nữa. Quá trời luôn. Còn nhiều thứ bia lắm nha. Thôi mình đi qua đây thử coi. Nhìn cái đống này là nhìn là thấy muốn chóng mặt rồi đó, bia đó là thấy muốn xỉn luôn rồi đó. À đây nữa nè. Đó bia Corona nè, 38.99 mà 28 chai nha, rất là rẻ so với các cái chợ mà Tây. Đây là bia gì không biết đó.
Stella này chắc của Mỹ quá, Mexico. Cái bia này cũng lạ quá ha, mình không có biết. Cái bia quá à, quá trời luôn. Là cái gì này? Cái này là chắc à, cái này giống như một hình thức giống như là nước nước nó bia giả gì đó, mà giống như nước trái cây vậy thôi. Cái xe đâu mất rồi ta, thì lát không thấy cái xe đâu luôn. Đây, cái xe của mình đây. Thì bữa nay mình mua cũng không có nhiều nha cả nhà, hôm nay mình chỉ mua vô đây thôi, với lại mua bom với chuối, cà chua nè. À, cà chua đó, cà chua nó nhiều loại lắm nha, loại lớn loại nhỏ, loại chút xíu cũng có. Chuối già bữa nay, cà rốt nè, 10 đồng bịch, 9.99 bịch này. À, trong này nó có hai bịch, trong này nó có hai bịch nhỏ nha, trong một cái bao lớn này trong này có hai bịch nhỏ nha cả nhà. Cái này là nó để là product of USA, là sản phẩm đến từ Mỹ nha, anh bạn láng giềng rất là thân của Canada. Cái hiệu là Christopher, 9.99, hai bao nhỏ, mỗi một bao khoảng 5 liu, hai bao nhỏ trong bao lớn này thì khoảng 2 kg 27 ha, giá rất phải chăng. Này cái này là cũng là củ hành nhỏ xíu thôi. Cái này là cái gì? À, cái này ớt chuông nha cả nhà, ớt chuông đó. À, quý vị mà muốn vào Costco này, hệ thống bán sỉ lớn nhất Canada và Mỹ, thì phải là một cái thẻ, tức là một cái membership card đó. Thì nó hình như nó có ba loại thẻ hội viên á. Thì con trai mình nó đóng tiền cho mình cái thẻ mà hội viên, mà kêu là thẻ có nhiều đặc quyền á, thì 120 đồng một năm nha cả nhà, 120 đồng một năm. Thì cứ hết một năm á, mình renew tức là mình làm mới lại, thì mình cứ đóng tiền tiếp vậy thôi. Tại vì khi mình ra ngoài chỗ quầy thu ngân tính tiền thì mình phải đưa cái thẻ hội viên đó, tức là cái membership card đó, mà nếu mà họ dùng máy họ quét qua một cái mà thấy mình chưa có đóng tiền cái để nó hết hạn rồi thì họ bắt mình phải đóng tiền, còn nếu mình không đóng tiền thì mình không có được mua nha. Đó, bây giờ chuối một này. À, cái này để cho mấy người đánh góp á, để cái đồ đánh góp lên kéo đi, mình không phải. Nè, nó có bán luôn cái đồ che bóng rổ đó là, thấy không? Cái gì nó cũng có mà, này nó là gọi là không biết nó là super gì nữa đó. À, nướng barbecue rồi đó. Con nít vô đây thích lắm đó, mấy cái đó mà đồ để nướng barbecue ngoài trời, thấy không? Đó, con nít vô đây là nó mê lắm, người lớn như mình mà già trẻ lớn bé gì vô cũng còn mê nữa, nói gì con nít. Đó, phía đằng kia là chỗ bán thịt rồi đó, nó để cái mấy cái nền màu đỏ chữ trắng cả nhà thấy không, nó để một tiếng Pháp ở trên, cái chữ trắng nhỏ dưới là tiếng Anh đó, song ngữ mà, tại vì Canada là quốc gia mà xài hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp. Canada là quốc gia đặc biệt nhất trên thế giới nha quý vị, xài hai thứ tiếng. Excuse me. Ở đây xứ lịch sự lắm nha cả nhà, mình đụng trúng người ta mình cũng xin lỗi, mà thay vì mình xin lỗi cái người ngoại quốc, không biết người Mỹ hay người Pháp gì nãy, mình xin lỗi ổng tại mình đụng trúng ổng, nhưng mà ổng cũng xin lỗi lại mình nha, lịch sự như vậy đó.
chứ không phải đụng chúng rồi hai bên chửi lộn chửi lạo tầm bậy tầm bạ rồi có chuyện đâu nha. Mình đụng chúng người ta là mình phải tự động mình xin lỗi. Mình nói tiếng Pháp thì excuse moi, còn tiếng Anh thì excuse me vậy đó. Nhưng mà mình xin lỗi người ta xong người ta, mình đụng người ta mà người ta cũng xin lỗi mình mới là vui chứ. Rồi nó bán luôn chuối cao rồi không? Đó. Chuối cao. Ồ. Bịch một cái nải chuối cao vậy có coi 2 4 6 8 trái chuối cao nhỏ xíu $3.49 Canada nha, không phải đơn giản đâu nha, chuối cao đó. Đồng 99 nha. Mình có quyền lựa ha. Mình lựa nhưng mà mình đừng có quăng tùm lum nó dập của người ta phải không? Mình thấy cái nào mình không thích đó, thì mình để qua một bên, hiểu không? Nó có là chuối nó để trong bao. Chuối già. À, tại vì trái bự thì có 7 trái thôi. À dạ, có trái lựu nè. Wow, trái lựu nè cả nhà. Việt Nam mình hồi xưa hay gọi đùa trái lựu đạn á, mà trái lựu này ngon lắm nha. Cũng hơi mắc này nha. Thôi mình qua đi kiếm bom đi ha. À, bom với chuối là cái đó mà theo như các bác sĩ và các dược sĩ nói á, thì mỗi ngày chúng ta ăn chừng 2 trái chuối già và 1 trái bom thì rất là tốt nha, nhuận trường nha cả nhà. Đi tiêu rồi không có bị táo bón ha, rất tốt. Thì nó có 2 loại nha, một loại cái loại bom này là của Canada. Đó, nó để chữ Canada đó, 8.99. Ok. Cái này ra nó có chỗ đó, mâm lên chuối bom 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 vệ sinh. Bây giờ để thôi mình xin đến đây video clip cũng khá dài. Kim Phạm xin tạm dừng ở đây. Nếu cả nhà thích xem các video clip của Kim Phạm Canal Channel, xin cứ vui lòng nhấn like, share, subscribe để ủng hộ mình có động lực thực hiện thêm nhiều video clip mới cho cả nhà cùng xem. Xin thân chúc tất cả các bà mẹ Việt Nam và các bà mẹ trên thế giới được một ngày lễ mẹ thật hạnh phúc, bình an và nồng ấm bên gia đình và những người thân. Xin tạm biệt. Bye bye.